Piano TV xin chào mừng các bạn đến với video tiếp theo, video thứ hai trong series 18 video hướng dẫn đàn những bài phổ biến nhất ở Việt Nam trên nền piano. Ok, cái list này mình dựng dựa trên cái list của Bội Ngọc Piano và được viết ở tông đô thứ rất dễ. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn thì các bạn có thể đến trang web của Bội Ngọc để tìm hiểu ha. Cái bài này được Bội Ngọc viết ở hợp âm đô trưởng. Hợp âm đô trưởng là hợp âm dễ nhất rồi, nó không có thăng dáng gì hết. Và cái bài này thì cái giai điệu nó quá quen thuộc rồi, cho nên là các bạn phải tập cái tay trái nó khá là khó cho bài này. Ok, bây giờ mình sẽ đi trước cái tay trái để các bạn mường tượng nó khó như thế nào ha. Này vô này, 2, 3. Love in your eyes, sitting silence by my side, going on. Touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open my mind. I can fly, I'm proud and I can fly, to give the best of mine, till the end of the time. Believe me, I can fly, I'm proud and I can fly, to give the best of mine. Đây, bài này nó cao quá. Ok, vừa rồi là mình chỉ đang dẫn các bạn mường tượng cái tay trái đi như thế nào thôi. Các bạn đừng có quan tâm mình hát như thế nào ha. Ok, vô. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn trước cho các bạn tay trái. Các bạn đã mường tượng ra cái tay trái mình sẽ đi như thế nào rồi. Cái mẹo để các bạn nhớ nè, cái nốt út lúc nào nó cũng đi xuống đô, xuống si, xuống la, xuống son, xuống fa, xuống mi, xuống rê, lên son, về đô. Đúng chưa? Các bạn cứ tua lại để các bạn xem, nó sẽ y chang vậy đó. Và cái mẹo để các bạn đờn cái kiểu này là các cái hợp âm các bạn sẽ đi biến thể của nó. Thí dụ như hợp âm đô, nó bao gồm đô trưởng. Đô trưởng là nó bao gồm những nốt này. Thì đầu tiên các bạn sẽ đờn ngón út vào nốt đô, ngón trỏ vào nốt thứ 5 của hợp âm đô là nốt son, ngón cái vào nốt thứ 8 của hợp âm đô. Cái này là bình thường. Tuy nhiên ở cái ô nhịp thứ 2 là hợp âm son. Hợp âm son thì nó bao gồm son, si, re. Khi đó các bạn sẽ không đờn ngón út vào nốt son mà đờn ngón út vào nốt si. Rồi ngón trỏ đờn cái nốt gốc của hợp âm son là nốt son. Tiếp tục ngón cái đờn nốt si. Có nghĩa là mình sẽ bỏ qua cái nốt rê trong cái biến thể này của hợp âm son. Ok ha. Love in your eyes. Đúng chưa? Đúng chưa? Love in your eyes. Rồi tiếp tục. Cái ô thứ 3, sitting silence by my side, thì nó sẽ là cái thể gốc của hợp âm la, là đô mi. Thì khi đó ngón út sẽ đờn cái nốt đầu tiên của hợp âm la, ngón trỏ đờn nốt thứ 5 của hợp âm la và ngón cái đờn nốt thứ 8 của hợp âm la. Ok chưa? Yeah, rất dễ ha. Tiếp tục. Làm lại nè. Love in your eyes, sitting silence by my side. Sai là hợp âm mi. Hợp âm mi thì nó sẽ là bao gồm mi, son, si. Và các bạn sẽ bấm cái ngón út vào nốt son, ngón trỏ vào nốt mi, ngón cái vào nốt son, bỏ qua nốt si trong trường hợp này. Ok, rất là dễ. Love in your eyes, sitting silence by my side, going fa. Thì cái nốt fa được đờn bởi cái ngón út và ngón trỏ sẽ vào cái nốt thứ 5 của âm fa, ngón cái vào nốt thứ 8. Rất là dễ đúng không? Rồi, holding hands là cái chữ hand là hợp âm đô và mình cũng sẽ tương tự, mình bấm ngón út vào cái nốt thứ 3 của hợp âm đô bởi vì nó gần nhất. Rồi tiếp tục, ngón trỏ sẽ vào cái nốt đô bởi vì trong hợp âm đô thì nó không có nốt si, nốt la và nốt fa, thì ngón trái, ngón trỏ sẽ vào cái nốt đô. Ok ha. Rồi ngón cái khi đó sẽ đờn vào nốt mi. Holding hand, walking through. Through là hợp âm rê và ngón út về nốt rê.
ngón trỏ vào nốt thứ năm của âm rê, ngón cái lên. Rất là dễ. Rồi, the night, the night thì các bạn sẽ vây về nốt son, để bao âm son, ngón trỏ vào nốt thứ năm, ngón cái vào nốt thứ tám. Rồi, rồi quay lại cái hold me up, hold me tight là nguyên một cái câu nó cũng y chang vậy. Hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open my mind, I can fly. Đúng rồi, nó quay lại thì cái câu này, I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, the year and all the time, believe me I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky. Ngay chỗ này thì nó không có âm rê, nó không có xuống rê, nó chỉ để về pha, xong rồi lên luôn son, về đô, rất là dễ. Ok, đó là cái cách đi tay trái dễ nhất cho cái bài này. Bây giờ các bạn sẽ bắt buộc phải dậm nhịp theo cái ký hiệu mà mình đã hiển thị trên màn hình. Khi mà cái thấy mũi tên đi xuống, có nghĩa là lúc đó cái chân bạn phải dậm xuống. Rồi, cái mũi tên hướng lên, mình chỉ để cái mũi tên hướng lên ở những cái chỗ nào các bạn cần phải nhớ. Còn khi mà các bạn đã dậm xuống rồi, để các bạn dậm cái nốt tiếp theo, cái nhịp tiếp theo thì các bạn bắt buộc phải dở chân lên. Tuy nhiên cái lúc mà dở chân để dậm cái phách tiếp theo nó không quan trọng. Cái quan trọng là ngay cái nốt mà nó bắt buộc phải vang lên lúc mà dở chân thì mình mới gõ, mình mới vẽ cái mũi tên để các bạn chú ý dậm ngay đó hoặc là dở chân ngay đó. Ok ha. Rồi, các bạn cứ tập theo cái cách dậm chân đó và bắt buộc phải đều đặn nha. Các bạn có thể dậm rất chậm, chẳng hạn như Love in your eyes cũng được, nhưng mà các bạn có thể dậm nhanh hơn cũng được. Love in your eyes, sitting silence by my side, going on holding hand. Rất là nhanh như cũng được, nhưng mà các bạn bắt buộc phải dậm cho đều đặn nha. Bắt buộc phải đều đặn, dậm nhịp phải là đều đặn, y như kiểu hơi thở của mình đó, nó đều đặn thì dậm nhịp đó cũng là hơi thở của việc chơi đờn, phải đều đặn. Mình nhắc lần thứ ba, ok ha. Rồi, bây giờ thì cái tay phải cho cái bài này thì nó rất là quen thuộc rồi. Các bạn có thể không đờn giống y chang như mình đang hướng dẫn cái ngón tay. Cái quan trọng là các bạn phải đờn được đúng cái nốt đó, chứ không phải là các bạn đờn cái nốt đó bằng ngón tay nào. Cái mẹo là các bạn cứ đờn cái nốt đó bằng cái ngón tay gần nhất cho nó nhanh, ok ha. Không cần thiết phải đờn giống y ngón tay của mình. Ok, bây giờ mình sẽ đi cái tay phải cho nguyên một bài nè. 2, 3. In your eyes, sitting silence by my side, going on, holding hand, walking through the night, hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open my mind, I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, till the end of the time, believe me I can fly, I'm proud that I can fly, to fly, to give the best of mine, the heaven in the sky. Ok, nghe cái chỗ mà believe me I can fly thì cái nhịp nó hơi khó hơn tí, bởi vì nó là nhịp, nó là cái nốt đôi. Nốt đôi thì nó nhanh gấp đôi so với nốt móc đơn. Nó nhanh nhanh như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ đi cái ô nhịp mà till the end of the time để các bạn mường tượng được nó nhanh như thế nào nha. Till the end of the time. Rồi, time, believe. Nó phải nhanh vậy đó. Till the end of the time, believe. Cứ nghe, bạn phải vô cái chữ believe rồi các bạn mới dậm nhịp xuống. Nói là vậy, mình làm rất chậm đó. Till the end of the time, believe. Đúng chưa? Mình vô cái leaf rồi mình mới dậm cái chân xuống. Cứ tưởng tượng cái này là cái chân của bạn đi. Till the end.
Ráng cố gắng tập đoạn đó lên. Bây giờ mình sẽ ghép lại nguyên một bài này, cả các cái verse rồi cái điệp khúc, và các bạn ráng cố gắng tập theo ha. Ok, 2, 3. Ok, mình nói trước, mình không phải thánh, mình có thể đờn sai bất cứ lúc nào. Khi mà mình đang đờn mà con kiến ở dưới chân nó cắn thì mình sẽ phân tâm và mình sẽ đờn sai. Các bạn khi mà đờn sai, khi mà thấy nghe mình đờn sai thì các bạn cứ tua lại cái đoạn mình đờn đúng ha. Ok, vô 2, 3. Proud of You, hình như cái bài này mình nhớ của Fiona Phụng, không biết tên phiên âm ra tiếng Việt gọi là gì, chỉ nhớ là Fiona Phụng. Mình nghe cái bài này từ lâu lắm rồi, từ lúc mình xuống Sài Gòn bắt đầu học đại học ở dưới á. Ok, chúc các bạn tập thành công, và sau khi tập rồi các bạn sẽ quay một cái clip ngắn đăng lên YouTube thể hiện rằng tôi đợi được bài này. Ok, chúc các bạn tập thành công. Bye bye, see you again.